Trên thế giới, Tổng thống Ukraine đến Kherson, người dân nồng nhiệt chào đón. Nga nêu lý do ông Putin không dự hội nghị G20. Ông Pence nói, phát ngôn liều lĩnh của ông Trump gây nguy hiểm cho tôi và gia đình. Ông Biden nhận định, Trung Quốc ngày càng hung hăng với Đài Loan. Đoàn xe Đại sứ quán Mỹ ở Haiti bị tấn công. Tại Việt Nam, Pháp đồng ý chuyển giao ấn vàng Triều Nguyễn cho Việt Nam. Tại Sài Gòn, Cục Quản lý Thị trường rao bán 42 iPhone 14. IDP đã nộp lại hồ sơ tổ chức thi IELTS. Gia Lai xây hồ chứa nước hơn 4.000 tỷ đồng. Hằng Lâm xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình trưa nay ngày 15 tháng 11 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị bữa trưa an lành và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Mở đầu là tin tức trên thế giới. Tổng thống Ukraine đến Kherson, người dân nồng nhiệt chào đón. Hôm 14 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm thành phố Kherson mà quân đội vừa tái chiếm được từ tay lực lượng Nga. Trong phát biểu trước quân đội Ukraine, ông Zelensky khẳng định, chúng ta đang tiến về phía trước, chúng ta đã sẵn sàng cho hòa bình cho đất nước. Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các đồng minh khác đã tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến dài dẳng với Nga. Khi được hỏi dự định của quân đội Ukraine, ông Zelensky cho hay, quân đội nước mình không có ý định nhắm vào thủ đô của Nga. Ông nhấn mạnh, chúng tôi không quan tâm đến lãnh thổ của một quốc gia khác. Vị Tổng thống cũng thể hiện sự cảm kích khi được người dân Kherson chào đón nồng nhiệt. Ông chia sẻ, tôi thật sự hạnh phúc, mọi người có thể biết bằng phản ứng của người dân, phản ứng của họ không phải là dàn dựng. Kết thúc bài phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine, nhiều tiếng súng pháo nổ vang vọng khắp thành phố. Sự hân hoan chào đón vị Tổng thống cũng như quân đội Ukraine khiến cho ngoại giới càng đặt nghi vấn về tuyên bố của Nga rằng 90% người dân ở 4 khu vực tự trị miền Nam này đã đồng ý sáp nhập với Moscow theo kết quả của cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9. Nga nêu lý do ông Putin không dự hội nghị G20. Hôm 14 tháng 11, trong cuộc họp báo tại thủ đô Moscow, khi đề cập đến việc Tổng thống Vladimir Putin không dự hội nghị G20 tại Bali, Indonesia, Điện Kremlin cho biết một số tình huống buộc Tổng thống ưu tiên hiện diện ở trong nước. Vì vậy, phía Nga quyết định cử Ngoại trưởng Sergei Lavrov tham gia hội nghị thượng đỉnh. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng các lãnh đạo G20 có thể họp với Ngoại trưởng Lavrov nếu có ý định. Ông Peskov cũng nói rằng Tổng thống Putin đã có cuộc đối thoại nhiều ý nghĩa với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ông cho hay Ngoại trưởng Lavrov đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Indonesia vì cuộc đối thoại mang tính xây dựng trước thêm hội nghị thượng đỉnh. G20 được thành lập năm 1999 là một trong các diễn đàn quan trọng để thảo luận các vấn đề quốc tế, từ ứng phó biến đổi khí hậu đến xử lý các khoản nợ ở nước ngoài. Kể từ khi Nga xung đột với Ukraine, Indonesia đối mặt với sức ép gay gắt từ các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, nhằm loại Nga khỏi hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, Indonesia nhấn mạnh rằng với tư cách chủ nhà, nước này phải duy trì quan điểm trung lập. Và nói tiếp là thông tin, ông Pence nói, phát ngôn liều lĩnh của ông Trump gây nguy hiểm cho tôi và gia đình. Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên ABC News đã tấn công những hành động của ông Trump trong vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6 tháng 1 năm 2021. Thời điểm đó, ông Pence đang ở trong Điện Capitol cùng với vợ và con gái. Ông Pence nói rằng những lời lẽ của tổng thống trong buổi tập trung ngày hôm đó đã gây nguy hiểm cho tôi, gia đình tôi và mọi người tại Điện Capitol. Những phát ngôn của Tổng thống là bất cẩn và hành động của ông ta là liều lĩnh. Rõ ràng, ông ấy đã quyết định là một phần của vấn đề. Ông Trump khi đăng tweet vào hôm 6 tháng 1 đã chỉ trích thẳng ông Pence, tuyên bố phó tướng của mình không có dũng khí để từ chối xác nhận chiến thắng bầu cử 2020 của ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Ông Pence nói với người dẫn chương trình Davis Muir của ABC News, tôi đã quay sang nói với con gái đứng ngay cạnh mình rằng không cần dũng khí để phá vỡ luật, cần dũng khí để duy trì luật. But I turned to my daughter who was standing nearby and I said it doesn't take courage to break the law. It takes courage to uphold the law. I mean the president's words were reckless. Tuyên bố nêu trên là lời chỉ trích gay gắt nhất mà ông Pence từng nói về hành động của ông Trump vào ngày 6 tháng 1 từ khi ông rời tòa Bạch Ốc.
Nhiều đồn đoán cho rằng hôm nay ông Trump khả năng cao sẽ tuyên bố chính thức tái tranh cử tổng thống. Ông Biden nhận định Trung Quốc ngày càng hung hăng với Đài Loan. Hôm 14 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia, kéo dài khoảng 3 tiếng. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau cuộc hội đàm, ông Tập nói với ông Biden rằng thế giới đủ lớn để hai nước cùng phát triển thịnh vượng và họ có nhiều lợi ích chung. Ông nhấn mạnh Bắc Kinh không tìm cách thách thức Mỹ hoặc thay đổi trật tự quốc tế hiện có và kêu gọi hai bên tôn trọng lẫn nhau. Theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng nói rằng chúng ta không cần phải có một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ông Biden nhấn mạnh Mỹ không thay đổi chính sách một Trung Quốc, nhưng bày tỏ phản đối những động thái ngày càng hung hăng và mang tính cưỡng ép của Bắc Kinh nhằm vào hòn đảo, thêm rằng điều này cũng gây nguy hiểm cho sự thịnh vượng toàn cầu. Trong khi đó, ông Tập nhấn mạnh về vấn đề Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và cũng là lằn ranh đỏ không thể vượt qua trong quan hệ Bắc Kinh-Washington. Hai lãnh đạo cùng nhấn mạnh phản đối sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine, đồng thời ủng hộ và mong muốn các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine được nối lại. Tổng thống Biden cũng đề cập đến những lo ngại xung quanh các động thái của Triều Tiên gần đây, cho rằng tất cả thành viên cộng đồng quốc tế nên khuyến khích Bình Nhưỡng hành động có trách nhiệm. CNN dẫn lời quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết một đoàn xe của Đại sứ quán Mỹ đã bị tấn công ở Haiti vào ngày thứ Hai 14 tháng 11. Tài xế người Haiti bị thương nhẹ, còn các nhân viên Đại sứ quán không bị thương. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho hay các cá nhân có vũ trang đã nổ súng vào đoàn xe, bao gồm xe của Cảnh sát Quốc gia Haiti, Đại sứ quán Hoa Kỳ, v.v. Nguồn tin an ninh ẩn danh ở Haiti tiết lộ với CNN rằng đoàn xe đã bị băng đảng 400 Mavozo tấn công. Port-au-Prince, thủ đô của Haiti, là nơi diễn ra các trận chiến băng đảng tàn khốc vào mùa hè này. Liên Hiệp Quốc cho biết, từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, hơn 110.000 người đã phải di dời khỏi thủ đô, trong đó phần lớn là do bạo lực đô thị liên quan đến các băng đảng và xung đột xã hội. Tháng trước, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án tình huống cực kỳ ác mộng ở Haiti khi các băng đảng ngăn chặn việc vận chuyển nhiên liệu và các vật liệu khác tại cảng Port-au-Prince. Quay trở lại với tình hình tại Việt Nam, Pháp đồng ý chuyển giao ấn vàng Triều Nguyễn cho Việt Nam. Vào tối qua ngày 14 tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận hãng đấu giá Milan của Paris Pháp đã đồng ý sẽ chuyển giao ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo cho Việt Nam. Hai bên đã đồng thuận thực hiện quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến việc đưa ấn vàng Triều Nguyễn về Việt Nam theo quy định trong thời gian sớm nhất. Trước đó, hôm 19 tháng 10, website của Milan đăng thông tin đấu giá 329 cổ vật, trong đó có ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo nhà Nguyễn đúc vào năm 1823, Triệu Minh Mạng 1820-1841, thuộc lô số 101 Bộ Sưu tập Nghệ thuật Việt Nam vào 11 giờ ngày 31 tháng 10 theo giờ Paris, thông tin gây xôn xao dư luận. Sau khi nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và tính xác thực của ấn vàng được lưu giữ tại văn phòng của Milan, phía Việt Nam xác định đây là hiện vật nguyên gốc, chuẩn xác, được đúc vào năm Minh Mạng thứ tư năm 1823 như ghi chép trong sử sách. Thưa quý vị, tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đang lưu giữ hai ấn vàng khác gồm có Sắc mệnh Chi Bảo và Hoàng đế Tôn thân Chi Bảo. Tương đồng về kích thước và trọng lượng với hai ấn trên, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo cũng được đúc bằng vàng 10 tuổi, chế tác theo cùng một cách thức với mặt ấn hình vuông, lưng giật hai cấp, quai hình rồng uốn khúc, trán rồng khắc chữ vương, chân rồng rõ năm móng. Ở các triều đại trước hay ở các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới, đây là dạng thức ấn chưa từng xuất hiện. Chuyển qua một sự việc đáng chú ý tại Sài Gòn, Cục Quản lý Thị trường rao bán 42 iPhone 14 là tang vật. Đơn vị này cho biết số iPhone trên là tang vật mà Cục Quản lý tịch thu do vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt vào ngày 6 tháng 10. Theo thông báo, 42 chiếc iPhone 14 các loại hiệu Apple xuất xứ từ Trung Quốc, chưa qua sử dụng, có dây sạc, không có cốc sạc. Tổng giá trị của lô hàng là hơn 1,4 tỷ đồng, giá bán bằng giá trị của lô hàng. Cá nhân tổ chức đăng ký mua lô hàng cần đặt cọc trước bằng tiền mặt là 150 triệu đồng tại Cục Quản lý Thị trường thành phố 242 Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc đến hết ngày 16 tháng 11.
Sau 2 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn niêm yết giá, Cục Quản lý sẽ xác định người được quyền mua tài sản. Nếu có từ 2 người đăng ký trở lên, Cục sẽ xác định bằng hình thức bốc thăm, bên không được mua sẽ nhận lại số tiền đặt cọc. Có 4 trường hợp không được nhận lại tiền đặt cọc gồm có 1. Người từ chối mua tài sản sau khi được xác định được quyền mua tài sản. 2. Người không ký hợp đồng mua bán trong thời hạn quy định sau khi đã được xác nhận được quyền mua tài sản. 3. Người đã ký hợp đồng mua bán nhưng không thanh toán tiền trong 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng hoặc đã thanh toán tiền nhưng không nhận tài sản. 4. Người không được tham gia nhưng vẫn đăng ký mua tài sản. Theo luật đấu giá tài sản 2016, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Sau khi đem bán đấu giá, số tiền bán sẽ được sung vào tài sản quốc gia. Liên quan đến việc tổ chức thi IELTS, chiều qua ngày 14 tháng 11, Tổng Giám đốc của IDP Education Việt Nam cho biết, đơn vị đã nộp lại tất cả hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi có thông tin, Bộ này ưu tiên xem xét hồ sơ cho các đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ. Người đứng đầu của IDP mong kỳ thi IELTS sẽ sớm được tổ chức trở lại để các thí sinh Việt có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Tờ Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến trong ngày hôm qua, Hội đồng Anh sẽ gửi lại cho đơn vị này bộ hồ sơ đã bổ sung đề nghị chấp thuận liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS. Bộ đã hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cơ sở liên kết hoàn thiện hồ sơ để thẩm định và phê duyệt. Thời gian xử lý sau khi tiếp nhận các hồ sơ tối đa trong 20 ngày. Trước đó, trưa ngày 10 tháng 11, trong thông báo hoãn kỳ thi IELTS, IDP cho hay đây là tình huống bất khả kháng và tổ chức đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để có thể tổ chức thi lại trong thời gian sớm nhất. Bà Nguyễn Hồng, đại diện của IDP Việt Nam cho biết, nguyên nhân hoãn thi xuất phát từ vấn đề giấy phép tổ chức thi. Điều này ảnh hưởng đến các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở Việt Nam. Và nối tiếp là thông tin, Gia Lai xây hồ chứa nước hơn 4.000 tỷ đồng. Theo thông tin từ ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh dự kiến khởi công xây dựng công trình hồ chứa nước Ia Thun ở huyện Ia Pa và Krông Pa vào năm 2023 và hoàn thành vào năm 2028. Trước đó, hôm 10 tháng 11, Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này với mục tiêu cấp nước cho hơn 28.500 dân và khoảng 8.600 hectare cây trồng. Quy mô đầu tư gồm có xây hồ chứa nước dung tích là 83 triệu mét khối và hệ thống dẫn nước tưới triển khai tại các huyện Ia Pa, Krông Pa, tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Theo đó, gần 73 hectare rừng tự nhiên ở các xã Chư Mố, Ia Thun, huyện Ia Pa sẽ được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án. Theo VN Express, vùng Đông Nam Gia Lai bao gồm các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayunpa thường xuyên khô hạn và lũ lụt, trong đó huyện Krông Pa còn được mệnh danh là chảo lửa. Vụ mùa năm 2021, hạn hán khiến cho hàng chục ngàn hectare cây trồng ở huyện Ia Pa, Krông Pa bị ảnh hưởng. Riêng Krông Pa thiệt hại hơn 12.000 hectare sắn và lúa. Theo ý kiến của một bạn đọc, công trình này đầu tư công và có giá trị rất lớn, nên cung cấp thiết kế, khối lượng đào đất để người dân giám sát. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này, hãy chia sẻ cùng với Khỏe Tự nhiên. Và chương trình trưa nay cũng xin được dừng lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.